Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 90. Chương 891. Sự lớn mạnh của Thanh Cảng, đầm rồng hang hổ 1. Người ra tay cùng lúc đó hiển nhiên không phải một mình tiểu quỷ. Ở phía tây của Hải Thượng Quốc, sau khi nhận được lệnh, Khán Môn Cẩu cũng lập tức đứng dậy. Anh ta có thân hình khôi ngô cao lớn, trên người mặc quần áo vừa dày vừa nặng và đội mũ, che kín cả người không để lộ bất cứ thứ gì. Đứng trong đám đông, giống như một người khổng lồ nhỏ. Nhưng trong bối cảnh là biển đen và đám đông điên cuồng, trông vẫn vô cùng nhỏ bé. Nhưng cảm nhận được tràng vực ở khắp nơi xung quanh, mà còn càng lúc càng lớn mạnh, anh ta đột nhiên lại phá lên cười. Sau đó, anh ta chợt tháo bỏ mũ của mình, lộ ra một cái đầu chọc lóc với những vết khâu dày đặc. Sau đó nữa, anh ta trực tiếp xé quần áo của mình ra. Trong lồng ngực có một cái lỗ to rỉ máu, còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập. "Đều quay trở lại cho tôi." Anh ta nhìn về phía đám đông trên bong tàu đối diện, điên cuồng vọt tới, nghiêm nghị hét lớn. Trong tiếng sóng thủy triều, vậy mà vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một, "Xì xì." Cùng lúc đó, nơi đầu của anh ta được khâu đột nhiên mở ra, để lộ ra một cái miệng với hai hàng răng sắc nhọn. Một cái lưỡi đỏ tươi thẻ ra giữa không trung, đầu của chiếc lưỡi này lại có hình dạng của một con rắn độc. Cũng trong lúc đó, trái tim anh ta đập lên dữ dội và thực sự thoát ra khỏi cơ thể. Giống như một quả bóng thịt nảy ra bên ngoài, có loại tổ chức máu thịt kết nối với cơ thể. Trái tim phô ra mô sợi, sau đó phập phồng lên xuống và mở ra để lộ ra một con mắt. Sau lưng anh ta, những sợi tơ máu giống như vô số con giun đất dương ra, đan vào nhau trên không trung, giống như một tấm lưới lớn. Con rắn độc mọc ra từ trong đầu, rít gào vang dội, trong nháy mắt dài đến mấy chục mét, giống như một con mãng xà. Lao tới bên cạnh những người đàn ông của Hải Thượng Quốc, cắn xé sức mạnh tinh thần hỗn loạn trong cơ thể bọn họ, trong mắt lộ ra biểu hiện tham lam dị thường. Những con giun đất hình dạng tia máu trên lưng thì giống như một tấm lưới, bao phủ bốn phương tám hướng, ngăn cản bọn họ nhảy xuống biển. Đôi mắt sinh ra trong tim thì lại lạnh lùng mở ra. Tất cả mọi người bị bao trùm trong ánh mắt này đều kinh hãi và ngã quỵ xuống đất. Trong vùng biển đen tối này, Khán Môn Cẩu bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn ác quỷ trong bất kỳ cơn ác mộng nào. Khán Môn Cẩu bên đó cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì một mình anh ta có đầy đủ ba loại tính chất đặc biệt của năng lực. Cũng vào lúc này, Hàn Băng đang nói với Lục Tân về tình hình của Khán Môn Cẩu. Lục Tân ít nhiều có phần kinh ngạc, ba loại năng lực. Nếu anh nhớ không lầm, người có năng lực thường chỉ có một tính chất đặc biệt của năng lực, mở rộng ra ba loại năng lực. Đúng vậy. Hàn Băng giải thích, bản thân Khán Môn Cẩu thực chất là sản phẩm của một thí nghiệm cấm kỵ, từng có lần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, bất tỉnh trong hoang dã. Chờ chết, nhìn thấy cơ thể kỳ lạ của anh ta, mọi người đều sợ hãi, nhưng lại được bộ trưởng thẩm của bộ bảo vệ thành phố cứu khi đi ngang qua, đồng thời đưa trở về Thanh Cảng cứu chữa. Kể từ đó, anh ta tràn đầy lòng biết ơn đối với bộ trưởng thẩm, hơn nữa vẫn luôn dốc sức cho bộ bảo vệ thành phố bên đó. Anh ta tự đặt tên mình là Khán Môn Cẩu, có nguồn gốc từ con chó ba đầu trong truyền thuyết của địa ngục. Anh ta có ba loại tính chất đặc biệt của năng lực, giống như có ba cái đầu. Lục Tân không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, Thanh Cảng thật đúng là đầm rồng hang hổ. Cùng lúc đó, thần bà ở phương Bắc nhận lệnh xong, thì bỏ đèn pin và son môi xuống, tiện tay cầm một chai nước lên. Uống ưng ực hết nửa chai, hắng giọng, sau đó cầm một chiếc loa phóng thanh màu trắng xanh lên và bắt đầu mắng to. Một đám đàn ông hoang dã vô dụng, ngày ngày chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn. Vợ bỏ trốn theo người ta rồi các người có biết không? Còn kêu gọi người khác là cha các người có lo lắng hay không? Ngày ngày suy nghĩ những thứ có hay không có. Con cháu phía dưới đều ăn chơi trác táng, các người liệu có biết? Giọng nói của cô ta được khuếch đại qua loa, đặc biệt rõ ràng trong làn nước biển ầm ầm. Mà loại lực lượng nào đó ẩn chứa trong kiểu mắng mỏ này, theo tràng vực do Oa Oa xây dựng, bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra về phía Hải Thượng Quốc và càng xuất hiện hiệu quả mãnh liệt. Không biết có bao nhiêu người đàn ông Hải Thượng Quốc trông điên cuồng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì,
trên khuôn mặt Xuất đều hiện biểu cảm đau khổ và rối rắm ngắn ngủi. Mắng đến sau cùng, biểu hiện của nhiều người thay đổi rất nhiều, cúi đầu nhìn xuống. Cái này, khi Hàn Băng nhắc tới thân bà, giọng nói ít nhiều có phần lúng túng, nhưng vẫn cố gắng gượng và giải thích một cách rất chuyên nghiệp. Năng lực của thần bà là ảnh hưởng đến tiềm thức của người khác. Kỳ thực khó có thể gây tổn hại đáng kể cho người, nhưng sức ảnh hưởng lại đặc biệt lớn. Nếu phải hình dung, năng lực của cô ấy chính là có thể khiến cho anh, trong vô số lần đi xuống lầu, đột nhiên bắt đầu lo lắng về việc bản thân vừa rồi đã khóa cửa hay chưa. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 892, sự lớn mạnh của Thanh Cảng, đầm rồng hang hồ 2. Phía Nam là một tên mập, cả người xăm đầy hình xăm, thậm chí cả cổ cũng xăm kín, thân hình cao to thô kệch, toàn thân đầy bắp thịt. Đây là một người điển hình khi đi ăn thịt nướng hừ một tiếng, đôi bạn trẻ bên cạnh sẽ lập tức rời khỏi bàn ăn của ba người. Đối mặt với bong tàu Hải Thượng Quốc, đám người điên cuồng tối om một vùng lao về phía mình, đồng tử anh ta chợt co rút lại. Sau đó anh ta im lặng và đột nhiên bắt đầu run rẩy. Vẻ hoảng sợ khó tả hiện lên trên khuôn mặt, thịt mỡ đều đang khẽ run lên. Không phải chứ, nhiều người như vậy đều vọt tới, muốn nhảy xuống biển sao? Làm sao có thể có ô nhiễm kinh khủng như vậy, sẽ không lây nhiễm sang đấy mình chứ? Nếu mình ngăn cản bọn họ sẽ không cắn mình chứ? Này, tôi chỉ muốn sống yên ổn, tại sao lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy? Nhưng mình lại không thể không tới. Nếu không tới, những người cấp cao kia nhất định sẽ bí mật trừ khử mình thì sao? Anh ta càng nói càng sợ hãi, sắc mặt đều trở nên tái mét, lông tóc cả người dường như đều dựng lên. Nhìn động tác của anh ta, gần như sắp trực tiếp ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Nhưng cảm xúc hoảng sợ và sợ hãi đó vẫn đang không ngừng trào dâng từ tận đáy lòng anh ta. Quan trọng hơn, cảm giác hoảng sợ và sợ hãi này trong anh ta đang lan nhanh qua tràng vực do Oa Oa xây dựng và bao trùm lên những người dân của Hải Thượng Quốc. Khuôn mặt của những người điên cuồng đó đột nhiên có thêm nhiều nỗi sợ hãi, từng người một lo lắng nhìn về phía xung quanh. Đối với sự điên cuồng của những người xung quanh, cùng với trời đêm đen kịt, biển cả u ám, đồng thời tạo nên một nỗi sợ hãi khôn tả. Nỗi sợ hãi này mạnh đến mức thậm chí còn làm loãng những ý nghĩ khác. Sợ những người xung quanh, bởi vì sợ những người này sẽ bất ngờ lao lên và làm tổn hại mình. Sợ trời đêm đen kịt, bởi vì trong bóng tối sẽ luôn nảy sinh ra những thứ quái dị. Nhiều người trong số họ thậm chí đã lao đến mép boong tàu, nhưng chân lại mềm nhũn, không dám nhảy xuống, bởi vì bọn họ cũng không biết có quái vật nào trong vùng biển đen tối này. Người có năng lực phụ trợ thứ tư tên là La Hán, trước kia vẫn luôn làm việc với chúng tôi với tư cách là người nghiên cứu trong bộ phận thông quan đặc biệt. Lúc này, Hàn Băng cũng giới thiệu đến tên mập xăm kín cả người và cho biết anh ta vốn tên là La Bàn. Vì sợ ma nên đã đổi tên thành La Hán, mục đích là để dọa ma, để ma không dám tìm đến mình. Khắp người xăm trổ đầy mình là do trên đường có quá nhiều xã hội đen, sợ sẽ có người đến bắt nạt mình. Ngoài ra, anh ta còn không dám đi thang máy vì sợ thang máy rơi, không dám ở nhà cao tầng vì sợ động đất. Lục Tân nghe đến đờ ra, vậy anh ta? Đúng vậy, anh ta mắc chứng hoang tưởng bị bức hại nghiêm trọng. Hàn Băng nói, mà năng lực của anh ta chính là có thể truyền nỗi sợ hãi bị bức hại này của mình cho người khác. Lục Tân có cảm giác mở rộng tầm mắt, đột nhiên nghĩ tới một điều, nếu anh ta mắc chứng hoang tưởng bị bức hại nghiêm trọng như vậy, vậy làm sao mọi người lại dám nghiên cứu về anh ta? Bởi vì hoang tưởng bị bức hại của anh ta đã nghiêm trọng đến một mức độ nhất định. Hàn Băng nói, cho nên anh ta tin Thanh Cảng nhất định sẽ ra tay với anh ta, có trốn cũng không được, cho nên đã chủ động tìm tới. Hy vọng nghiên cứu viên của Thanh Cảng có thể nể tình sự hợp tác của anh ta mà lúc hạ giao nhẹ hơn một chút. Cũng là dựa vào loại tâm lý này, anh ta thường rất nghe lời trong lúc làm nhiệm vụ, bất kể là thí nghiệm thuốc hay là giải phẫu chuyên sâu giai đoạn 2. Vậy nên, sức mạnh của anh ta đã được cải thiện rất nhanh và đặc biệt ổn định. Lục Tân không biết phải nói gì, chỉ có thể thừa nhận rằng thế giới rộng lớn này không thiếu những điều kỳ lạ.
với sự trợ giúp của 4 trợ thủ, những người đàn ông hung bạo trên boong tàu của Hải Thượng Quốc nhất thời bị chặn lại từ 4 phía không thể nhảy xuống biển. Cảm xúc lo lắng trong lòng bọn họ càng ngày càng trầm trọng, giống như chuột trong lò, hét lên trong điên cuồng. Ở Hải Thượng Quốc này, có ít nhất hơn 100.000 người đàn ông may mắn sống sót. 100.000 người là một con số vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bị chặn lại trên boong tàu bởi 5 người có năng lực của thanh cảng. Bản thân nó là một bức tranh có tác động thị giác bất thường. Mà phía trên boong tàu của toàn bộ Hải Thượng Quốc, tràng vực do Oa Oa xây dựng cũng ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Cô bé không có bất kỳ lo lắng nào, chỉ tập trung sự chú ý tăng mật độ bức xạ tinh thần trong tràng vực. Mật độ sức mạnh tinh thần bắt đầu tăng lên, tạo thành một cái lồng nghiêm mật vô hình, không màu, không mùi và ở khắp mọi nơi. 70%, 85%, 99%, tràng vực được xây dựng hoàn chỉnh, giá trị bức xạ tinh thần ước tính đã đạt tới. Trong trung tâm chỉ huy, một số nhân viên nhìn chằm chằm vào các con số trên máy kiểm tra đo lường tinh thần và hét lên đầy phấn khích. Rất tốt, giáo sư Bạch đang ngồi trong lọ, đột nhiên dùng sức xé nón bảo hộ ra và hít một hơi dài. Sau đó ông ta cầm bộ đàm dõng dạc tuyên bố, bắt đầu bài kiểm tra thanh lý lời nguyền rủa cuối cùng. Bách bách bách. Trong phút chốc, trong tất cả các phòng chỉ huy, nhân viên làm việc 10 ngón tay như bay, dốc sức gõ bàn phím. Từng mệnh lệnh được truyền đi, tất cả các phòng ban chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra dọn dẹp lời nguyền rủa cuối cùng. Cuối cùng đã đến bước cuối cùng này. Lục Tân nghe thấy âm thanh phát ra từ chân kính, cũng hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Oa Oa trên không trung. Sức mạnh tinh thần dày đặc bóp méo không khí, khiến dáng vẻ của cô bé có chút mơ hồ. Sức mạnh tinh thần vô hạn lấy cô bé làm tâm điểm, bao trùm khắp mọi hướng. Nhìn có khí chất nữ hoàng có chút thần bí và mạnh mẽ. Đối mặt với lời nguyền bí ẩn đủ sức hủy diệt cả một quốc gia, liệu cuối cùng Oa Oa có phải đối đầu trực diện với nó? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 893, Chiến tranh của Oa Oa 1. Được rồi. Lục Tần cách Oa Oa khá gần, hơn nữa bản thân cũng đang ở trong tràng vực do Oa Oa tạo ra. Vì vậy anh có thể nghe thấy khi giáo sư Bạch thông báo bắt đầu buổi kiểm tra cuối cùng, Oa Oa khẽ gật đầu, thì thào trả lời một câu. Theo lý mà nói cô bé không cần phải trả lời, đây có thể chỉ là phản ứng theo bản năng. Cùng lúc đó, Lục Tân cảm thấy rõ ràng mật độ. Sức mạnh tinh thần xung quanh lại lần nữa tăng lên. Anh ngẩng đầu nhìn đi, thì thấy Oa Oa hơi cau mày, một tay cầm ô, tay kia giơ cao tự nhiên, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng dang ra. Giống như đang chơi đàn, khẽ khàng gõ vài cái vào hư không. Sức mạnh tinh thần giống như đại dương bao la, từng lớp dâng lên. Dường như Oa Oa cũng có vẻ rất căng thẳng. Nhưng loại áp lực này hẳn cũng không phải đến từ sức mạnh tinh thần xung quanh, mà là đến từ chính bản thân không quen. Lục Tần đã thấy qua giới hạn của cô bé. Hồi đó ở thị trấn Vui Vẻ, toàn bộ sức mạnh tinh thần của vị nữ hoàng đó gần như đều dồn hết lên người. Hỗn loạn điên cuồng, áp lực cực lớn. Trong tình huống đó, cô bé đều có thể chống đỡ rất lâu. Hơn nữa, đó còn là khi cô bé chưa học cách từ chối sức mạnh tinh thần. Bây giờ cô bé đã học được cách từ chối sức mạnh tinh thần, đồng nghĩa với việc đã học được cách tự bảo vệ mình khi đối mặt với sức mạnh tinh thần. Có được khái niệm bảo vệ, khả năng chịu đựng sức mạnh tinh thần của cô bé ít nhất sẽ lại được tăng lên một cấp bậc lớn. Đối với lượng cấp tinh thần mà nói, có thể là gấp mấy lần. Thêm vào đó, các loại dụng cụ thí nghiệm khoa học được bố trí xung quanh thanh cảng, cũng như tháp tín hiệu do 4 người có năng lực hỗ trợ nắm giữ, đã giúp cô bé chia sẻ rất nhiều áp lực, vì vậy khả năng chịu đựng của cô bé lại lần nữa tăng vọt, ít nhất là gấp 10 lần so với khi ở thị trấn Vui Vẻ. Giới hạn không xác định. Dẫu sao, thí nghiệm lần này không phải để kiểm tra giới hạn của cô bé. Vì vậy, Oa Oa tại thời điểm này đã quen thuộc hơn và khống chế được loại tràng vực này. Đồng thời cũng có thể thấy rằng cô bé rất cố gắng.
sức mạnh tinh thần xung quanh do cô bé gây ra thay đổi từng lớp một như biển cả cuồng nộ. Thân ở trong tràng vực, Lục Tân có thể cảm nhận rõ ràng bức xạ tinh thần xung quanh đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy vai nặng trĩu, cơ thể như bị đè ép và cọ rửa. Nếu phải miêu tả chính xác loại tràng vực đó, đó chính là Lục Tân cảm giác được sau khi sức mạnh tinh thần này bao trùm. Oa oa dường như ở khắp nơi, có loại nhẹ giọng nói, nhỏ giọng thì thầm, tỉnh lại đi, đừng có bị tiếng hát đó ảnh hưởng nữa. Áp lực đối với bản thân đã lớn đến như vậy, có thể tưởng tượng được những người ở Hải Thượng Quốc kia sẽ phải chịu áp lực như thế nào vào lúc này. Ngẩng đầu nhìn đi, Lục Tân nhìn thấy từng mảng người mảnh quỳ dạp trên mặt đất, đồng nghịt, giống như cá giãy giụa. Dưới toàn bộ tràng vực, đã không còn một người Hải Thượng Quốc nào có thể chạy trốn ở tứ phía. Họ không thể thoát khỏi tràng vực này, cũng không thể thoát khỏi sức mạnh tinh thần của Oa Oa. Vì vậy, họ chỉ có thể chịu đựng, cảm nhận ý chí của Oa Oa, cảm nhận lời khuyên của cô bé trong tràng vực. Oa Oa khác với những người có năng lực khác, vẻ đẹp của cô bé kinh động lòng người, nó thuộc vẻ đẹp mà thoạt nhìn sẽ ăn sâu vào lòng người. Lời khuyên của cô bé dường như có sức lay động tâm hồn con người. Những ai chịu ảnh hưởng của cô bé sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến mọi thứ của bản thân. Những người đàn ông đến từ Hải Thượng Quốc này cảm nhận sâu sắc sức mạnh này, đồng thời hiểu được ý nguyện của cô bé. Vì vậy bọn họ giãy giụa kêu gào, lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, rơi vào trong đấu tranh sức mạnh tinh thần như nước với lửa. Cuối cùng, trong cơ thể bọn họ, ánh sáng trắng bắt đầu xuất hiện từng chút một. Đó là đặc chất ô nhiễm họ bị, đang bị Oa Oa cưỡng ép xua đuổi khỏi cơ thể của họ. Những người trước đó cách Oa Oa tương đối gần đều đã trải qua quá trình như vậy. Nhưng hiện tại, trên toàn bộ Hải Thượng Quốc, ước chừng hơn 100.000 người cùng xảy ra những thay đổi như vậy. Đó lại là một cảnh tượng ngoạn mục khác, tựa như nhiều ngọn lửa ma nở rộ cùng lúc. A a a, đột nhiên có tiếng thét chói tai thảm thiết khác thường vang lên. Vẫn là tiếng ngâm sướng của người cá đã biến điệu, chỉ là sắc nét hơn và đầy hận thù. Lục Tân chợt giật mình, con người co rút lại, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của mình, anh nhìn thấy người cá bị kéo ra khỏi cơ thể những người đó lúc này không có lao về phía Oa Oa theo bản năng nữa. Sau đó bị sức mạnh tinh thần của cô bé quét sạch mà bay lên không trung, liều mạng giãy giụa, thậm chí xen lẫn vào nhau. Vô số người cá hợp lại với nhau, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Vào lúc này, Lục Tân cũng cảm thấy một áp lực đáng kinh ngạc. Đầu tiên, có vô số chấm sáng trắng, trong đêm tối mù mịt, một bóng ma khổng lồ được phác họa ra. Giống như có người đang vẩy một chút mực trắng lên tấm màn đen và phác họa thành một bộ xương khổng lồ. Sau đó, có nhiều đốm trắng hơn, bay về phía bộ xương khổng lồ, từ từ lấp đầy da thịt, vảy và làn da mỏng manh của bộ xương. Người cá. Lúc này, trong tầm nhìn của Lục Tân, bất ngờ nhìn thấy một người cá to lớn. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 894, Chiến tranh của Oa Oa 2. Người cá thối giữa. Đó là một người cá bay lơ lửng trên không, thân dài chừng 3-4 km. Cô ta có mái tóc màu đỏ, mỗi sợi đều giống như rắn, bay lơ lửng trên không bất chấp trọng lực, hơn nữa còn có vảy chi chít xếp vào nhau tinh tế. Trên thân thể, chỗ nào cũng có thể thấy thối rữa, lộ ra máu thị màu đỏ và bộ xương trắng bệch. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng mỗi chiếc vảy đó là một gương mặt người. Cơ thể khổng lồ vốn có thể mang đến cho con người những tác động thị giác khủng khiếp. Đặc biệt là người cá này dài đến vài km, được cấu tạo bởi một loại lực lượng tinh thần biến dạng nào đó, khiến cho không khí xung quanh thân cô ta, không khí không ngừng xuất hiện gợn sóng. Theo sự ngọ nguậy của thân thể cô ta, những gợn sóng này giống như thủy triều, cuồn cuộn cuốn ra phía ngoài, vù vù, có âm thanh của những mảnh lụa bị đứt, đó là những gợn sóng của người cá, bắt đầu tác động dữ dội đến tràng vực do Oa Oa xây dựng. Đây là nguồn gây ô nhiễm sao? Nhìn vật khổng lồ trên không trung đó, trong lòng Lục Tân dâng lên cảm giác bức bách. Không đúng, đây cũng không phải là nguồn gây ô nhiễm, nó chỉ là đặc chất ô nhiễm.
còn quái vật ẩn náu trong lòng những người dân bị ô nhiễm ở Hải Thượng Quốc, lúc này đã bị sức mạnh của Oa Oa cưỡng bức ra ngoài. Phát hiện ra quái vật tinh thần đang hình thành, lượng cấp tinh thần vượt quá giới hạn của sự quan sát đo đạc chuẩn xác. Ở tai nghe bên trong chân kính, giọng nói của Hàn Băng thậm chí đều đang run rẩy, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, anh đơn binh, xin tạm thời đừng ra tay. Lục Tân ngước nhìn người cá to lớn và thối giữa dường như sẽ chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kỳ quái nhất, khẽ gật đầu. Bản chân vừa bước ra trong vô thức lại từ từ thu lại. Bản thân chỉ là một nhân viên bảo vệ và nhân viên bảo vệ thực sự không được có quá nhiều mong muốn thể hiện bản thân. Oa Oa đã nhìn thấy người cá. Nói một cách chính xác, trong tràng vực của cô bé, đã không tồn tại nhìn thấy hay không nhìn thấy. Sự tồn tại của bất kỳ hình thức tinh thần nào đều được phản ánh chính xác trong nhận thức của cô bé. Cô bé không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể cảm nhận được sự biến dạng và mất mát của một phần sức mạnh tinh thần của con quái vật khổng lồ đó và cảm nhận được từng chút một sự biến đổi tinh vi của nó. Vì vậy, cô bé hiển nhiên cũng nhìn thấy con vật khổng lồ đó đang hung hăng lao về phía trước với vô vàn oán hận và hằn học. Thủy triều bên dưới bị ảnh hưởng, tạo ra những con sóng khổng lồ cao hàng chục mét. Những người đàn ông trên boong tàu của Hải Thượng Quốc, thân hình cũng đồng thời trở nên nghiêng ngả, như thể cơ thể họ đang bị kéo bởi một lực lượng vô hình. Phải nói rằng so với một người cá khổng lồ thân dài mấy km, eo cũng phải mấy trăm mét xông tới, thân hình Oa Oa nhỏ đến đáng thương. Lúc này cô bé treo lơ lửng ở độ cao 4-5 mét, nhưng trước mặt một người cá như vậy, lại nhỏ như hạt đậu. Dường như một luồng gió do cơ thể của đối phương khơi dậy cũng đủ để hoàn toàn đánh nát cô bé ra thành từng mảnh. Nhưng trên khuôn mặt Oa Oa hoàn toàn không có chút sợ hãi, Lục Tân không khỏi cảm thán rằng cô bé khá can đảm. Có điều anh dường như không để ý rằng Oa Oa vốn dĩ cũng có chút sợ hãi, nhưng sau khi len lén nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ bé lần nữa lại trở nên kiên cường. Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía người cá, giọng nói vô cùng trong trẻo và dịu dàng, thứ xấu xa, đánh chết cô. Cơ thể của Oa Oa nhỏ đến đáng thương so với người cá, nhưng tràng vực của Oa Oa lại tỏ ra lớn hơn cả người cá. Cho nên, vào lúc Oa Oa nói ra câu này, trong cả tràng vực, sức mạnh tinh thần đột nhiên bạo phát. Chúng như được kích hoạt và có ý chí riêng, bao trùm về phía người cá. Mỗi tia đều đầy xung lực và cảm giác sắc bén. Người cá giống như bị ném vào lưới, bị trói và bị những sợi tơ sắc bén cắt qua da thịt đang thối rữa. Trong miệng cô ta đột nhiên phát ra tiếng thét càng thêm chói tai. Lập tức dãy giụa càng kịch liệt hơn. Oa Oa dọn dẹp quái vật tinh thần thật nhanh. Trời ạ, đối mặt với một con quái vật tinh thần to lớn như vậy, Oa Oa có cảm giác nghiền ép. Thí nghiệm sắp thành công rồi ư? Trong năm chốt kiểm soát, không biết có bao nhiêu con mắt và máy quay ghi lại mọi thứ trước mắt từ mọi hướng. Nhưng mỗi một người xem đều đã không thể diễn tả thành lời cảnh tượng kinh hoàng đó. Họ nhìn thấy con tàu đang neo đậu của Hải Thượng Quốc vướng mắc xiềng xích dày đặc, đột nhiên bị sức mạnh tinh thần cuồng bạo chấn động, rung lắc dữ dội, vỡ vụn và tóe ra thành từng đợt sóng lớn. Những người trên boong tàu thì ra sức ôm đầu, máu từ mũi, tai và mắt rỉ ra. Đây là sự va chạm và chiến tranh của sức mạnh tinh thần. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, khẽ há hốc mồm, xem kết quả của cuộc chiến này. Bởi vì so ra, lợi thế quá rõ ràng, có người đã nắm chặt tay phấn khích, run rẩy hét lên. Nhưng cũng vào lúc này, Lục Tân đột nhiên hơi nhíu mày. Anh khó nhọc quay lại và nhìn đường bờ biển ẩn hiện trong bóng tối. Cùng lúc đó, mẹ, cha và em gái, họ thực sự xuất hiện bên cạnh anh cùng lúc, nhìn về mọi hướng. Những sợi lông trên người Lục Tân đột nhiên dựng đứng như bị chạm điện. Có thứ gì đó đang đến gần. Hơn nữa, nhất định là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 895, cũng may đã chuẩn bị an ninh một. Thí nghiệm giai đoạn đầu của kế hoạch Thiên Quốc ở Thanh Cảng đại biểu điều gì? Điều này khó mà nói được. Nhưng rất lâu về trước mẹ đã từng nói qua, sẽ có một số thứ đặc biệt quan tâm đối với thí nghiệm này.
Vì vậy, Lục Tần cũng không cảm thấy bất ngờ khi có một số thứ như vậy sẽ xuất hiện xung quanh. Căn cứ của thí nghiệm này nằm trên biển, cách bờ biển khoảng hơn 10 km. Về phần bờ biển, vì sợ tình huống một số lực lượng không kiểm soát được có thể tràn ra khỏi thí nghiệm xảy ra, Thanh Cảng cũng đã trải qua lựa chọn cẩn thận. Xung quanh là vùng đất hoang vu, trong bán kính 100 km không có tụ điểm đông người hoang dã. Ngay cả khi có một số ngôi làng hoặc khu chợ nhỏ, sau khi vị trí của thí nghiệm này được xác định, một đội quân đặc biệt đã được cử đi để xua đuổi loại bỏ từ sớm. Do đó, toàn bộ khu vực thí nghiệm hẳn là sạch sẽ và hoang vắng. Nhưng ở nơi hoang vu vắng vẻ này, lại có một người phụ nữ đang đi chậm rãi dưới ánh trăng đỏ. Cô ta trông rất cao gầy, mặc một chiếc váy đen mảnh mai và lộng lẫy. Váy có hoa văn li ti, dưới ánh trăng đỏ lờ mờ, biến hóa ra các hình ảnh khác nhau, thần bí mà lại tinh tế đẹp đẽ, giống như một cơn gió thổi cô ta tới đây. Làn da của cô ta ở dưới vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu là một màu trắng ảm đạm, ngũ quan tinh xảo, như thể từng tỷ lệ đã được đo bằng thước kẻ. Là loại vẻ đẹp vừa phải, nhưng lại mang vẻ khiêu khích bẩm sinh, cùng biểu cảm cao ngạo và ánh mắt lãnh đạm. Trên đầu cô có một chiếc vương miện màu đen đan bằng cây gai, giống như một vật thể sống, thỉnh thoảng thắt lại từ từ. Quý phái, tào nhã, kiêu sa, cô ta đến từ phương xa, giống như một vị hoàng hậu mặc áo choàng đen đang đi dạo giữa vùng hoang vu. Điều thần kỳ nhất là, trong quá trình cô ta đi lại, trên người thỉnh thoảng lại có những sợi tơ và mảnh vỡ rơi ra. Sau khi những sợi tơ và mảnh vỡ này rơi xuống, chúng lập tức vặn vẹo và ngọ nguậy trên mặt đất, sau đó sinh ra cơ thể nho nhỏ, cùng với mắt và miệng. Thậm chí, cả chiếc váy đen và vương miện bằng gai, dễ nhận thấy chúng đã biến thành chính cô ta bị thu nhỏ lại vô số lần. Những người nhỏ bé vui vẻ này bước những bước ngạo nghễ và chạy trốn về mọi hướng với vẻ mặt cao hứng. Rồi mọi thứ xung quanh cô ta dần trở nên vô lý và méo mó. Cứ như vậy, chậm rãi tiến vào bờ biển. Nơi cách thân thể cô ta không xa, có vài trạm gác ngầm của quân đội Thanh Cảng, nhưng những người đó lại không phản ứng gì. Trong tầm nhìn của họ, dường như người phụ nữ này hoàn toàn không tồn tại. Ở phía đông của căn cứ thí nghiệm, một con sóng cực lớn đột nhiên dâng lên cao, ước chừng 100 mét, sau đó nước biển đổ xuống ào ào như thác, lộ ra một cái đầu ẩn trong nước biển. Nhìn giống như đầu lâu to lớn của quái vật biển, rũ xuống nhiều xúc tu giống như mực, nhô ra 6 con mắt cạnh nhau hiện lên tia sáng âm u, lạnh lẽo. Trong biển giống như có thêm một ngọn núi, thân thể của con quái vật khổng lồ này còn cao hơn núi, hướng mắt nhìn xuống trường thí nghiệm ở phía xa. Ở phía nam của căn cứ thí nghiệm, một chiếc du thuyền đang từ từ chạy về phía bắc. Vì thí nghiệm này, quân đội của Thanh Cảng trong ngoài ba lớp, phong tỏa hoàn toàn vùng biển này, có thể nói ngay cả một con tôm tít muốn chui vào cũng rất khó. Nhưng một chiếc du thuyền như vậy lại có thể chạy vào mà thần không biết quỷ không hay. Trên bong bóng loáng phía trước du thuyền, lúc này có một người mặc vest đang đứng. Anh ta chỉ có thân hình giống người, vóc người rong ròng, dáng đứng thẳng tắp, trong bộ đồ vest ba món không xuề xòa, rất có khí chất quý ông. Nhưng đầu của anh ta lại bắt đầu tách ra khỏi cổ và phân chia thành 9 phần. Đỉnh mỗi phần cổ là một cái đầu rắn có vảy sắc nhọn mọc ra, 18 đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm về phía trước, các cục u màu đỏ tươi bên trong miệng thỉnh thoảng được khạc ra. Ở phía bắc căn cứ thí nghiệm, vị trí phía sau Lục Tân và Oa Oa, trên một bãi đá ngầm lộ ra mặt biển, một vòng xoáy lặng lẽ xuất hiện. Trong vòng xoáy này, một cái đầu to đội mũ dạ màu đen nhô ra, dưới đầu là thân người mảnh khảnh. Sau khi bò ra khỏi vòng xoáy, thì thuận thế nhìn về hướng căn cứ thí nghiệm và nghiêm túc lấy máy tính xách tay của mình ra. Cách căn cứ thí nghiệm ít nhất cũng hơn 100 km, có một thị trấn đổ nát. Bên trong căn biệt thự đổ nát, nữ vương của thị trấn vui vẻ đang ngậm một thanh sô-cô-la trên miệng và đặt một tách cà phê sữa thơm trước mặt. Cũng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sững sờ ngẩng đầu nhìn về hướng biển của căn cứ thí nghiệm, dường như phát giác ra điều gì đó, thanh sô-cô-la trong miệng đều rơi xuống đất. Đôi môi của cô ta đang run rẩy, biểu hiện có vẻ lo âu, sợ hãi và không cam lòng. Nhưng một lúc sau, cô ta liếc mắt nhìn thân thể chỉ mới khôi phục được hơn 1 mét của mình, lại lặng lẽ trầm ngâm suy tư.
Sau đó cô ta nhặt thanh sô-cô-la lên và tiếp tục thưởng thức bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Ở những hướng khác, hoặc dưới biển, hoặc trên bờ, hoặc trên không, đều có đủ loại điều kỳ lạ đang xảy ra. Có con cá nào đó đang bơi trên biển bỗng nhiên ngừng bơi. Cá không biết chớp mắt, nhưng sau khi sững sờ một lúc, con cá này lại chớp mắt, hơn nữa trong mắt có thêm thứ gì đó. Nó bắt đầu bơi mạnh mẽ, lặng lẽ bơi về hướng căn cứ thí nghiệm tọa lạc trên biển. Có nhân viên thanh cảm vốn đang giữ chặt khẩu súng, nghiêm túc chăm chú nhìn xung quanh. Nhưng trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ, thân thể cứng ngắc chợt quay người lại nhìn thẳng vào oa oa trong thí nghiệm. Không khí sao động đột nhiên chậm rãi xuất hiện, giống như có người ở sau bức màn ra sức kéo xé. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 896, cũng may đã chuẩn bị an ninh 2. Báo động, báo động. Trong phòng chỉ huy nơi giáo sư Bạch đang ở, ánh đèn đỏ đột nhiên vang lên dồn dập. Bộ trưởng Thẩm, người phụ trách an ninh ngoài cùng của toàn bộ căn cứ thí nghiệm, giọng nói vang lên trong phòng chỉ huy. Giọng nói rừng rưng, nhưng có thể nghe ra một chút lo lắng. Quân đội và trạm gác ngầm canh giữ ở phía ngoài cùng của chúng ta không phát hiện nguy hiểm. Nhưng máy kiểm tra đo lường tinh thần lại đồng thời phát ra tiếng chuông báo động. Một lượng lớn bức xạ tinh thần bất thường đang tiếp cận địa điểm thí nghiệm. Không xác định được chỉ số cụ thể, ở mức cao vượt quá 100.000, ở mức thấp lại dường như không có gì. Xin hãy chú ý, chúng tôi không phát hiện mục tiêu nguy hiểm, nhưng có cảm giác như chúng tôi đã bị một nhóm kẻ địch vô hình để mắt tới. Báo cáo khẩn cấp từ các phương hướng khác nhau truyền đến, nhất thời khiến bầu không khí trong phòng chỉ huy trở nên có chút ngột ngạt. Tất cả các nhân viên thậm chí có chút luống cuống chân tay. Rõ ràng là đã chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng đối mặt với những nguy hiểm vô hình này, mọi người vẫn cảm thấy lo lắng. Không phải hoảng loạn. Vào lúc bầu không khí căng thẳng dâng lên, giáo sư Bạch nhẹ giọng cất lời, trấn an các nhân viên. Trên khuôn mặt của ông ta quả thực không có chút lo lắng nào, thậm chí không có vẻ là cảm thấy bất ngờ. Sự xuất hiện của tình huống này chỉ chứng minh rằng những gì chúng ta dự liệu trước đó là đúng. Thái độ bình tĩnh và điềm đạm của giáo sư Bạch quả thực khiến nhiều người hơi yên tâm hơn, nhưng cũng không ít người khó hiểu. Trước khi thí nghiệm lần này, giáo sư Bạch xác thực đã đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu. Nhưng vào thời điểm đó, mọi người chỉ cho là thí nghiệm này quá quan trọng, cho nên giáo sư Bạch mới coi trọng vậy. Mà từ cục diện hiện tại của Thanh Cảng, ngoài Giáo hội Khoa học và Công nghệ, Thanh Cảng cũng không có kẻ thù rõ ràng nào. Loại dòm ngó thần bí này chắc chắn sẽ xuất hiện. Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, giáo sư Bạch nhẹ giọng giải thích, điều này ngược lại đã chứng minh tính đúng đắn trong thí nghiệm của chúng ta. Một nghiên cứu viên hỏi thẳng, ít nhất chúng ta cần phải biết những mối đe dọa này đến từ đâu. Tôi cũng không biết. Giáo sư Bạch đã đưa ra một câu trả lời bất ngờ, nhưng tôi biết chúng nhất định sẽ xuất hiện. Vừa nói, ông ta vừa cười, nhẹ giọng giải thích. Các người đã từng nghe câu, ông trời cười khi loài người nghĩ chưa? Câu này chứng tỏ sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của con người, nhưng tôi nghĩ nó có thể được hiểu theo một cách khác. Ông trời ở khắp mọi nơi, toàn năng, toàn trí. Ông ấy vốn có thể không nhất thiết phải cười bất kỳ sự vật nào. Ở tầng thứ của ông ấy, thậm chí không cần phải có bất kỳ cảm xúc nào. Vậy tại sao khi con người bắt đầu suy nghĩ, ông trời lại bắt đầu cười? Suy nghĩ của con người, về bản chất chính là sự đối đầu với ông trời. Vì vậy, suy nghĩ của con người dẫn đến phản ứng của ông trời. Cho dù tiếng cười đó là một lời chế nhạo hay một lời chế giễu, thì đó đều là một loại đáp trả. Kế hoạch thiên quốc ở Thanh Cảng ta cũng là một dạng suy nghĩ của con người giống vậy. Đây là thách thức của chúng ta đối với ẩn số bí ẩn. Nó chắc chắn cũng sẽ dẫn đến một số mối quan tâm bí ẩn và chưa được biết đến. Theo quan điểm của chúng ta, đây chỉ là một thí nghiệm, nhưng ở một thế giới khác, đây có thể là một sự thay đổi địa chấn. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên chút nào khi kế hoạch này sẽ thu hút một số cặp mắt tò mò bí ẩn. Ngược lại, nếu thí nghiệm này của chúng ta thực sự được thực hiện một cách lặng yên không một tiếng động như vậy, tôi sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì như vậy,
chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem liệu ý nghĩa của bước này có quá lớn không. Trong phòng chỉ huy nhất thời im lặng một lúc. Ông Bạch lại bắt đầu trổ tài hùng biện rồi sao? Có người nuốt nước bọt, nói nhỏ, giáo sư Bạch, nói nhiều như vậy rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Giáo sư Bạch lập tức bất mãn nhìn anh ta, sau đó nói, chúng ta không phải làm gì cả. Hả? Một nhóm người sững sờ tại chỗ. Giáo sư Bạch bất lực thở dài, nói, không phải đã có người phụ trách công tác an ninh rồi sao? Các người còn lo lắng điều gì? Những thứ đến đây lúc này dường như rất nguy hiểm. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lục Tân lúc này cũng không nhìn rõ thứ tới là gì. Anh chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng đỏ trên bầu trời dường như càng ngày càng lớn, treo thấp trên mặt biển, giống như muốn đè ép trực tiếp trên đỉnh đầu người. Có một cảm giác lạnh lẽo nào đó xung quanh ập tới khiến anh cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Tràng vực ổn định dường như đã bắt đầu xuất hiện thay đổi. Lục Tân nhìn thấy người cá khổng lồ trên không trung, bị trói buộc bởi tràng vực cực lớn, cũng bắt đầu gắng sức vùng vẫy. Trên thân thể nó vang lên tiếng kêu rên thê lương mà lại khẩn thiết. Nó liều mạng dãy giụa thân thể khổng lồ, từng tấc da thịt đang bị chóc ra và tiêu tan, nhưng lại cố gắng mọi cách để phát ra âm thanh. Có phải vì nó cũng cảm nhận được nguy cơ xung quanh nên muốn thoát ra không? Không đúng, có lẽ là nó muốn sinh ra liên lạc với bản thể của mình và muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc kháng đầu này. Nghĩ đến những thay đổi này, khóe miệng Lục Tân chợt nở nụ cười kỳ quái. Sau đó anh đột nhiên xoay người, đưa ra lựa chọn, rồi bám vào cột buồm của chiến hạm bên cạnh và nhanh chóng leo lên. Những người này vênh váo xông vào trong như vậy, coi người bảo vệ như mình không tồn tại sao? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 897, lời của anh trai không thể không nghe một. Vị trí của Oa Oa lúc này là khoảng 20 đến 30 mét trên không, mà cột buồm sắt thép của chiến hạm lại cao chót vót trong mây, ít nhất cũng phải 40 mét. Thân hình Lục Tân tỏ ra rất uyển chuyển, men theo cột buồm như một bóng ma dưới trăng đỏ, dễ dàng leo lên đỉnh cột buồm và đứng trên xà ngang. Sau đó, anh mượn tầm nhìn của độ cao này mang lại lặng lẽ nhìn về phía xa. Xung quanh anh là một vùng biển tối om, trước mặt là vầng trăng đỏ khổng lồ gần như chìm trong biển 1/3. Lục Tân nương nhờ mặt trăng đỏ, lặng lẽ nhìn về phía xung quanh. Khoảnh khắc Lục Tân leo lên cột buồm và phóng tầm mắt qua, những người đến gần từ mọi hướng đột nhiên sinh ra phản ứng. Bất luận là người phụ nữ đội vương miện gai đang đi chậm rãi trên bờ biển phía tây, hay là con thủy quái khổng lồ đang đẩy những con sóng ngập trời về phía đông, hay người đàn ông mặc vest với 9 đầu rắn đang tiến đến trên du thuyền ở phía nam, hoặc những người khác, tất cả đều bị hỏng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại bí ẩn của luồng khí lạnh trên người họ. Họ ngẩng đầu và nhìn về phía trước. Giữa họ là vùng biển đen mênh mông và sâu thẳm, không ai có thể nhìn nhau trực diện. Nhưng thông qua tràng vực được xây dựng bởi Oa Oa, họ dường như lại có sự tiếp xúc chặt chẽ ở cấp độ tinh thần. Lục Tân lặng lẽ quan sát họ qua tràng vực này, có thể cảm nhận được sự cảnh giác, cẩn trọng và sự dò xét của họ. Sau đó, anh nhẹ giọng lẩm bẩm, tôi là một nhân viên bảo vệ. Nơi này không cho phép các người tiến vào. Khi nói những câu này, anh đột nhiên vươn nhẹ lòng bàn tay ra và vỗ nhẹ tràng vực do Oa Oa xây dựng. Trong chớp nhoáng này, tựa như dây đàn được khuấy động, một loại lực lượng vô hình lập tức bắn về phía xa với sự trợ giúp của sức mạnh của trường vực. Khi anh cúi đầu xuống lần nữa, Lục Tân đã thấy rằng cha, mẹ và em gái đều đã biến mất. Vù vù. Dường như ai đó đã ra sức gảy vài lần vào những sợi dây đàn đang căng, tạo ra loại tiếng ồn phức tạp dày đặc và chói tai đó. Bản thân tiếng ồn đó là một tổng thể, hơn nữa còn đang mượn sức mạnh của tràng vực nhanh chóng kéo dài đến hàng chục km. Trong quá trình này, Lục Tân có một cảm giác rất kỳ diệu. Ngoại trừ mẹ, các thành viên khác trong gia đình hiếm khi ở cách xa anh như vậy, nhưng lần này, điều đó đã được thực hiện một cách dễ dàng. Điều kỳ diệu nhất là dù họ cách xa mình, nhưng trong cảm giác, họ dường như vẫn ở bên cạnh mình. Tràng vực, sức mạnh của lãnh chúa tinh thần, thật là một điều kỳ diệu. Hừng.
trên du thuyền đến từ vùng biển phía nam, người đàn ông mặc vest chín đầu rắn hơi ngẩn ra. Anh ta đã vào trong phạm vi tràng vực Oa Oa, nhưng lại không cảm thấy có điều gì bất thường, đồng thời cũng không có chút lo lắng. Một là vì anh ta biết chủ nhân của tràng vực này đang đối phó với sức mạnh bị dò dỉ bởi sinh vật trong vực thẳm, không để ý tới mình. Mà một số người có năng lực phụ trợ khác, nếu không có sự gia trì của sức mạnh của tràng vực, thì vẫn chưa đạt đến trình độ có thể phát hiện ra mình. Anh ta vừa mới hơi dừng lại là vì cảm thấy có một số động tĩnh lạ từ trong tràng vực này. Tuy nhiên, lần này vẫn chưa kịp quyết định có nên đi tiếp hay không, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người dựng hết cả tóc gáy. Anh ta nhìn thấy tràng vực trước mặt đang khẽ rung chuyển, như thể có một loại lực nào đó đang tiến về phía trước nhờ mượn tràng vực. Ngay sau đó, anh ta chợt nghe thấy tiếng cười he he. Xung quanh là những con sóng u ám và những con cá với cái bụng trắng xóa, tựa như thủy triều đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Chỉ có một vầng trăng đỏ tươi áp đảo trên đỉnh đầu mọi người, lặng lẽ nhìn xuống mặt biển. Nhưng tiếng cười trong trẻo ấy bỗng nhiên vang lên bên tai anh ta, vui vẻ, thích thú và có chút nghịch ngợm. Ôi, trông anh thật đáng yêu, tôi thích anh. Theo tôi về chơi đồ chơi có được không? Trong tiếng cười vui vẻ khiến người ta lạnh sống lưng đó, chín cái đầu nhô ra từ cổ của người đàn ông đột nhiên đồng thời vặn vẹo. Đầu rắn phun ra lời chia buồn, giống như một cái đầu tách ra thành chín cánh hoa. Xẹt! Ở hướng phía sau, một đôi tay nhỏ bé đột nhiên từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ của anh ta. Đôi bàn tay nhỏ bé này tái nhợt và ảm đạm, nước da lạnh lẽo không giống người sống, lặng lẽ vươn ra sau lưng anh ta. Nếu không phải anh ta vốn có hai cái đầu nhìn chằm chằm phía sau, anh ta nhất định sẽ không phát hiện ra đôi tay nhỏ bé này. Người đàn ông chín đầu rắn nhìn hai con mắt phía sau, nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé, đồng thời toát ra tia sáng âm u lạnh lẽo. Đột nhiên, hai cái đầu khịt mũi, lần lượt quấn lấy hai bàn tay nhỏ bé và vươn ra phía trước dọc theo cánh tay nhỏ bé của cô. Miệng rắn chợt há ra cắn về phía chủ nhân của hai bàn tay nhỏ bé này. Động tác nhanh chóng và chính xác, mang loại lạnh lẽo của sinh vật máu lạnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, động tác của người đàn ông chín đầu rắn hơi khựng lại, như thể đang sửng sốt. Đầu rắn quấn quanh hai cánh tay và cắn về phía trước, nhằm tấn công bản thể của đối phương. Nhưng anh ta đột nhiên phát hiện ra rằng không có bản thể. Hai bàn tay nhỏ bé này chỉ là hai bàn tay nhỏ bé. Cắn một miếng vào không khí, đôi bàn tay nhỏ bé bị hai cái đầu quấn lấy ngược lại là lộn hướng ra phía ngoài, nắm lấy hai cái cổ của anh ta một cách chính xác. Ngay sau đó nữa, hai cái đầu duỗi ra trước mặt của anh ta nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang cười với mình. Trong tiếng cười, cái miệng đầy răng nhọn thậm chí trực tiếp mở ra, cắn mạnh tới một trong chín cái đầu của anh ta. Đồng thời, bả vai anh ta hơi trùng xuống, hai bắp chân gầy guộc đặt lên cổ anh ta vặn vẹo khó nhọc. Người đàn ông mặc vest chín đầu rắn lập tức khẽ cau mày. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 898, lời của anh trai không thể không nghe hai. Vèo, thân thể anh ta đột nhiên trở nên mềm mại không xương, nhanh chóng trượt ra ngoài, phân tách tại chỗ. Chín cái cổ và chín cái đầu đồng thời nhìn thẳng về phía trước. Nơi anh ta đang đứng, xuất hiện từng khối thân thể vặn vẹo, nhanh chóng liên kết phục hồi như cũ, biến thành một cô gái ngoan ngoãn, dễ thương với đôi đồng tử đen và hàm răng sắc nhọn, một tay ôm con gà đang gào thét, bóp mạnh. Xuýt, âm thanh này chói tai một cách lạ thường. Thân thể của người đàn ông chín đầu rắn cảnh giác đứng cách đó 3-4 mét. Chín đầu rắn lắc lư điên cuồng phun ra những tiếng tang thương. Nếu vừa rồi không phải anh ta phản ứng đủ nhanh, lúc này đã bị đối phương cuốn lấy. Trên cổ của hai trong số chín cái đầu của anh ta, vẫn có thể nhìn thấy rõ hai dấu tay nhỏ. Xấu xa và kỳ cục, làn da có những nếp gấp kỳ lạ. Tựa như ngay trong lần tiếp xúc nhanh chóng vừa rồi, hai mảnh da đã bị một loại lực nào đó xoắn lại và phá hủy. Lặng lẽ nhìn cô bé lạnh lùng và cổ quái trước mặt, người đàn ông mặc vest đút hai tay vào túi quần. Thân hình anh ta cao ngất, cái đầu rắn ở giữa lại từ từ cúi đầu xuống, như đang mỉm cười. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cô bé, miệng rắn phun ra tiếng người,
thật là một cô em gái đáng yêu. Bây giờ đã muộn như vậy rồi, ở trên biển rất không an toàn. Người nhà em đâu, sao còn không bảo họ mau chóng đưa em về nhà? Tách tách tách, cô bé ngậm con gà la hét vào miệng, tay chân thoăn thoắt bỏ lên du thuyền, động tác uốn éo và nhanh như một bóng ma. Là anh trai bảo tôi đến. Cô giống như đang tìm kiếm điểm yếu của người đàn ông mặc vest. Sau khi tìm một vòng xung quanh, cô leo lên nóc du thuyền, cười hì hì nói với người đàn ông mặc vest: anh trai biết tôi thích đồ chơi nên bảo tôi đến đưa anh trở về. Người đàn ông mặc vest chín đầu rắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói: anh trai em hẳn không phải nói như vậy. Chính là nói như vậy, cô bé khăng khăng. Sau đó nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông, nụ cười trên mặt càng lúc càng cường điệu, méo mó. Con người đen kịt vốn đã mờ mịt sáng lên, đột nhiên lại lao tới lần nữa: đi với tôi nào, làm đồ chơi của tôi. Lời của anh trai không thể không nghe, nếu không anh ấy sẽ giết anh. Ha ha ha. Cũng vào lúc này, thủy quái cực lớn từ phía đông tới, thân hình di chuyển trong làn nước biển sâu âm u. Mỗi tấc chuyển động đều sẽ tạo ra một tầng sóng cao hàng chục mét. Cơ thể khổng lồ của nó di chuyển trên mặt biển vốn đã cho người ta cảm giác sợ hãi không thể ngăn cản. Chỉ là sức mạnh tinh thần nồng đậm và đáng sợ đó sẽ khiến mọi sinh vật xung quanh mất đi bản năng phản kháng. Nhưng khi nó lao về phía trước một cách gấp gáp, trong đợt sóng cuộn trào, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một loạt tiếng cười chế nhạo. Đó là tiếng cười trống rỗng khô khan đầy khinh miệt thế giới. Tiếng cười này khiến bước tiến của con quái vật khổng lồ đột nhiên dừng lại, sáu con mắt của nó đồng thời mở ra nhìn xuống. Vầng trăng đỏ ở trên không trung, trong nước biển sẫm màu, nương nhờ ánh sáng của vầng trăng đỏ, dường như mơ hồ có thể phản chiếu ra một bóng đen. Cái bóng đó lớn vô cùng, dường như tràn ngập cả mặt biển. Đây dường như là bóng của chính con quái vật khổng lồ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật khổng lồ đột nhiên tràn đầy cảnh giác. Bởi vì nó đã nhìn thấy cái bóng đang cười về phía mình. Cũng vào lúc này, tại vùng biển phía bắc, trên biển để lại hàng loạt dấu móng vuốt, nhanh chóng lao về phía trước. Đó là một con chó hung ác mơ hồ ẩn hiện dưới ánh trăng đỏ, trên thân không có tí da, khắp nơi đều là mô cơ đẫm máu. Hàm răng sắc nhọn, bốn móng dẫm tới đâu đều lưu lại dấu vết của máu và nước thấm xuống biển, để lại chuỗi vết tích đỏ tươi. Nó bơi nhanh trên biển, như một ác ma thoát ẩn thoát hiện. Một số sức mạnh tinh thần bị nó xé nát, nhiều sức mạnh khác bị nó dọa chạy. Nó trung thành bơi trong vùng biển này, như thể đang thay chủ nhân tuần tra lãnh thổ, ánh mắt tham lam và dữ tợn đảo nhìn xung quanh. Cuối cùng, đôi mắt không được che bởi mí mắt của nó nhô ra như một con cá chết, nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó, trên một dạng san hô đen, một kẻ ẩn nấp đội chiếc mũ dạ đen đang nhìn nó với vẻ mặt giật bắn người. Thân hình con chó không da bành trướng, cao chừng 3-4 mét, máu và nước không ngừng rỉ ra từ cơ thể không có da, rơi tí tách trên mặt đất, trông như một loạt đóa hoa đỏ như máu. Lao thẳng đến kẻ ẩn náu trên đá ngầm, há to mồm đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn đan xen, cắn xé quyết liệt. Bách, kẻ ẩn nấp đó bất ngờ nhảy lên cao, lộn nhào đạp nó trở lại biển. Cùng thời khắc đó, nữ vương đang ung dung tiến đến từ bờ biển phía tây, từ từ dừng bước. Nước biển đen kịt bên người, giống như bị người ta sàng lọc, không ngừng bắn ra từng đợt sóng cực lớn. Giữa những con sóng, một người phụ nữ thanh lịch, đội một chiếc mũ dạ trắng nhỏ và xách một chiếc túi nhỏ, lặng lẽ đợi ở nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 899, bảy cá hoàng sợ 1. Thí nghiệm lần này của Thanh Cảng quả nhiên có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ cũng chính vì ý nghĩa của lần này quá lớn, cho nên mới dẫn tới nhiều trò vui đáng sợ như vậy. Lục Tân lặng lẽ ngồi xổm trên cột buồm, cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Cuộc chiến giữa Oa Oa và người cá khổng lồ thối nát về cấp độ sức mạnh tinh thần đã đến cục diện quyết liệt. Lục Tân nhìn thấy người cá to lớn đó đang liều mạng quay cuồng trong tràng vực, nó hiển nhiên rơi vào thế bất lợi. Chỉ đang dãy giụa chờ chết trong lưới lớn tràng vực tinh thần của Oa Oa, nhưng với sức mạnh tinh thần khổng lồ của nó,
loại dãy giụa này cũng rất chí mạng. Trên bom, những người đến từ Hải Thượng Quốc lăn lộn tuyệt vọng, tay đấm ngực, đầu đập vào bom tàu. Dường như chỉ có thông qua cách này, họ mới có thể xoa dịu nỗi đau. Mà ở xung quanh, khi anh cảm thấy người nhà mình đã xông đến xung quanh, cảm giác được người khác thèm muốn đã bị phá vỡ. Những tồn tại khiến người ta dựng tóc gáy không tự chủ được đã bị chặn lại từ xa bên ngoài căn cứ thí nghiệm. Rất thú vị, Lục Tần nghĩ về tất cả những điều này một cách âm thầm trong lòng. Anh cẩn thận cảm nhận tràng vực do Oa Oa xây dựng ra, cảm nhận từng chi tiết mà tràng vực hình thành, cảm thấy có loại thưởng thức từ tận đáy lòng. Người cá thối giữa thân dài mười mấy km, cùng với lượng cấp tinh thần hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đối kháng, cũng không thể thu hút sự chú ý của anh. Ngược lại là tràng vực do Oa Oa xây dựng ra, làm anh có một loại khen ngợi tác phẩm nghệ thuật. Bản thân khi nãy chính là mượn thứ này và đưa người nhà đến một nơi xa như vậy, thực sự rất vui. Người thiết kế ra những thứ này chỉ là những người bình thường với lượng cấp tinh thần của bản thân vào khoảng 10. Nhưng lượng cấp tinh thần cực nhỏ như vậy lại có thể va chạm vào nhau, tóe ra những tia sáng chói mắt như ánh nắng mặt trời. Họ lại thiết kế ra một tràng vực sức mạnh tinh thần khổng lồ như vậy. Rắc rắc. Một số tạp âm chói tai đã kêu gọi Lục Tân đang trong trạng thái thưởng thức trở về thực tại. Anh để ý thấy Oa Oa tấn công người cá vào lúc này có vẻ hơi chậm lại một chút, trong lòng có hơi kinh ngạc, ngay sau đó đã tìm ra nguyên nhân. Ánh mắt của Oa Oa đang nhìn đám người Hải Thượng Quốc lăn lộn đau đớn trên bom. Những người này đã chịu sự ảnh hưởng của người cá thối giữa. Sức mạnh tinh thần trên người bị lôi ra như nam châm, khuấy động như một mớ hỗn độn. Đó là do sự dãy giụa hấp hối của người cá đã ảnh hưởng đến họ. Lúc này, Oa Oa vốn có thể hoàn toàn cắt, xé nát và tiêu diệt người cá thối nát để có được sức mạnh tinh thần thuần khiết nhất. Nhưng cô bé lại vô thức nhẹ tay, bởi vì cô bé ý thức được cách làm thô lỗ như vậy sẽ gây ra hậu quả thế nào. Trong tràng vực này, kia gốc không nằm ở Oa Oa. Oa Oa chỉ là người đan dệt và điều khiển. Chủ nhân thực sự của tràng vực này là những người của Hải Thượng Quốc kia. Oa Oa đã xây dựng tràng vực rộng lớn này với sự trợ giúp của sức mạnh tinh thần của họ. Người cá không thể trốn thoát, ngay từ khi Oa Oa bắt đầu ra tay nó đã định chắc sẽ bại bởi Oa Oa. Đó là bởi vì ô nhiễm của nó nặng đến đâu cũng chỉ là một phần sức mạnh tinh thần của những người đàn ông của Hải Thượng Quốc này. Ô nhiễm của nó có nghiêm trọng đi nữa cũng không thể đạt được 100%. Nhưng nếu Oa Oa muốn thì có thể đạt đến giá trị cực hạn này. Nhưng sự vùng vẫy của người cá trước khi chết vẫn có thể ảnh hưởng đến tràng vực này và chủ nhân tạo ra tràng vực này. Oa Oa không sao, nhiều nhất chỉ mất đi tràng vực này. Nhưng những người đến từ Hải Thượng Quốc này có thể hoàn toàn trở thành những kẻ ngốc trong cuộc chiến này. Oa Oa biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên cô bé đang lưỡng lự. Thật là một cô bé tốt bụng. Lục Tân nhìn bóng lưng Oa Oa từ cột buồm đằng sau cô bé, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng thực sự. Chỉ có điều, mặc dù bản thân tán thước lòng tốt của Oa Oa, nhưng cũng hiểu rằng không thể trì hoãn thêm nữa. Sự vùng vẫy của người cá đang dẫn tới cộng hưởng kỳ lạ. Dường như nó muốn thông qua sự cộng hưởng này để thông báo cảm xúc và nỗi đau của mình cho sự tồn tại bí ẩn nào đó ở đâu đó. Lục Tần đoán rằng đó có thể là vị trí mà bản thể ô nhiễm đang ở trên Hải Thượng Quốc. Nó đã thông báo đến bản thể hay chưa, Lục Tần cũng không biết. Nhưng anh có thể cảm nhận được ngày càng nhiều sinh vật bí ẩn xung quanh đang cố gắng theo dõi thí nghiệm. Giống như khi bản thân gặp nguy hiểm, anh vừa khóc lóc vừa la lối cầu cứu mẹ. Mẹ không biết mẹ đang ở đâu, có thể nghe thấy cũng có thể không nghe thấy, nhưng các cô chú đi đường xung quanh chắc chắn sẽ nghe thấy. Trong đầu xuất hiện cảm giác hơi đau nhói, Lục Tân mở mắt ra nhìn về phía xung quanh. Vẫn là đại dương đen kịt và vầng trăng đỏ tươi, bởi vì sức mạnh tinh thần khổng lồ đến khó mà hình dung ra đang đối kháng trong khu vực nhỏ bé này. Cho nên không khí cũng xuất hiện sao động dữ dội, cảnh tượng trở nên mơ hồ, kéo dài. Cả thế giới đều giống như một cơn ác mộng trở nên không còn chân thực nữa, lúc ẩn lúc hiện. Bốn phương tám hướng của thế giới này dường như sinh ra rất nhiều bóng dáng quái dị uốn éo. Chúng tò mò bơi đến đây, mở to đôi mắt trống rỗng và quan sát kỹ càng. Đến càng lúc càng nhiều, số lượng càng lúc càng đông. Thế là,
Lục Tân hít một hơi thật sâu, đứng lên khỏi cột buồm, gõ nhẹ vào đầu mình. Cọc cọc cọc, bên trong phát ra âm thanh trống rỗng. Lục Tân trở nên tỉnh táo, đôi mắt hư vô cũng tập trung trở lại. Trên khuôn mặt anh từ từ hiện lên nụ cười theo quy trình tiêu chuẩn. Hai người phụ nữ đánh nhau thì có gì hay ho để xem chứ? Anh khẽ thở dài, sau đó trong sâu thẳm con ngươi lộ ra tia sáng lạnh lẽo, tựa như núi lửa từ trong sâu thẳm con ngươi phun ra, cút. Trong chốc lát, vầng trăng đỏ trên bầu trời mở đi, thế giới dường như chìm vào bóng tối ngay lập tức. Như thể vầng trăng đỏ là một con mắt và con mắt này vừa chớp một cái. Xung quanh toàn bộ căn cứ thí nghiệm, không khí méo mó vô tận, những cái bóng méo mó kỳ dị nửa thật nửa giả, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu, ánh mắt quỷ dị u ám có ở khắp mọi nơi, giống như bị lực lượng vô hình nào đó đóng băng và ấn nút tạm ngừng. Giống như tim đập liên hồi, sau khi chạm tới đáy, đột nhiên không thể nhảy ngược trở lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác hoảng sợ khó tả bao trùm lên mọi ánh mắt lạnh lùng. Không biết có bao nhiêu cái bóng trông bí ẩn và kỳ dị chợt run rẩy dữ dội, ánh mắt cao ngạo nhìn từ trên cao xuống trở nên đáng sợ và mập mờ. Sau mấy giây sợ run, bất chợt, như gió lớn thổi tới, hối hả tranh nhau bỏ chạy về phía xung quanh. Căn cứ thí nghiệm dường như đã trở thành biển cả, được bao quanh bởi những đàn cá. Lúc này, đàn cá dường như bị điều gì đó làm kinh động đến, bởi gấp gáp ra tứ phía trong tích tắc, rồi biến mất dạng, dồn dập, lo lắng bất an. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 900, Bảy Cá Hoàng Sợ 2. Hừng, ở phía nam căn cứ thí nghiệm, người đàn ông mặc vest trên du thuyền đang không ngừng né tránh đòn tấn công của cô bé mặc váy trắng. Động tác của anh ta cực kỳ chính xác, mỗi bước đi đều giống như đã được tính toán vị trí trước. Điều này làm cho trận chiến giữa anh ta và cô bé kỳ dị trở nên lưu loát, vui tai vui mắt và có cảm giác nhịp nhàng, giống như một bậc thầy cờ vây đã tính toán trước từng bước. Nếu anh ta định chống trả, có thể vẫn có chỗ để chống trả. Nhưng hai tay đút vào túi quần của anh ta, trước sau không hề thỏ ra. Bởi vì anh ta cảm thấy khi lấy ra, một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Trận chiến kéo dài mấy chục giây, anh chợt nhận ra điều gì đó và đột ngột ngẩng đầu lên. Chín cái cổ, chín cái đầu rắn, đồng thời mở to hai mắt nhìn thẳng vào vị trí giữa căn cứ thí nghiệm. Bách! Nhân cơ hội này, cô bé cư nhiên tiến đến gần anh ta một cách dễ dàng, để lại hai dấu tay nhỏ màu đen trên người anh ta. Mà hai bàn tay nhỏ bé này dường như còn muốn xuyên qua bộ vest của anh, thò vào trong cơ thể anh ta, kéo ruột trong bụng anh ta ra. Tuy nhiên, người đàn ông mặc vest đã nhanh chóng lùi lại, cơ thể đột nhiên hóa thành chín con rắn, bơi sang phía bên kia của du thuyền. Chín con rắn đan vào nhau bơi đi lại lần nữa biến thành dáng dấp của người đàn ông mặc vest, nhưng hai dấu tay nhỏ trên ngực lại rõ ràng dị thường. Đừng đánh nữa. Đầu rắn ở giữa của anh ta, khóe miệng tách sang hai bên, phun ra lời chia buồn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé. Nhẹ giọng nói, trở về nói với anh trai em, tôi chỉ là tò mò thôi. Đang nói chuyện, anh ta đột nhiên nhảy lên cao, sau đó đáp xuống mặt biển ở nơi xa, đi giật lùi, bước càng lúc càng xa. Cô bé mắt hơi mở to, có chút ủ rũ vẫy tay, anh thật sự không chơi cùng tôi sao? Ở nhà tôi chơi rất vui. Một cái đầu rắn của người đàn ông chín đầu rắn quay lại nhìn cô, nhỏ giọng đáp, em gạt người. Trong biển đông thâm sâu, thời điểm nhìn thấy bóng đen khổng lồ phản chiếu trong nước biển, thủy quái khổng lồ đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng di chuyển lùi về sau. Thân hình to lớn đột nhiên hướng lên trên, dường như là một loại phản ứng với nguy hiểm theo bản năng nào đó, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng thân thể quá lớn, phần lớn lại ẩn trong nước biển, không cách nào trốn thoát được. Vì vậy, khi nó mạnh mẽ vươn thân thể lên, một cánh tay to lớn đột nhiên nhô ra khỏi mặt biển. Ào một tiếng, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ con quái vật biển to lớn và kéo nó xuống nước biển, sóng đánh tung tóe cao hàng chục mét. Thân thể con thủy quái hoàn toàn bị xé toạc và chìm xuống biển, một chuỗi bọt nước nổi lên ùng ục. Những con sóng dữ dội dâng lên bởi sự vật lộn của nó,
giống như một trận động đất lớn xảy ra dưới đáy biển. Sau khoảng một vài giây, thủy quái đã mất một nửa đầu trước khi xuất hiện trở lại trên mặt biển và cố gắng trốn thoát ra xa. Đằng sau nó là những tiếng nhai và tiếng cười chế nhạo. Phần lớn cơ thể nó bị bao phủ trong bóng đen, da thịt nó bị xé rách từng chút một. Không ai biết được khi nó hoàn toàn thoát khỏi vùng biển này, thân thể nó sẽ còn lại bao nhiêu. Ở phía bắc của căn cứ thí nghiệm, con chó con không ra bị cú đá làm choáng váng, đầu thò ra mặt biển và thổi bong bóng ùng ục. Nó bị đá có chút choáng váng, nhưng phát hiện đối phương thực sự rất ghê gớm, thì hơi sợ hãi không dám tiến tới. Làm thế nào? Làm thế nào? Khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, nhưng thực sự đánh không lại. Vào thời điểm then chốt như vậy, phải nhờ ông chủ đích thân đến ra tay sao? Trong đôi mắt rụt rè của nó, kẻ ẩn nấp liếc nhìn xuống nó một cách ngạo mạn, dường như hoàn toàn không coi nó ra gì. Chỉnh nhẹ chiếc mũ dạ đen đội đầu, vẫn trung thực ghi lại những chuyện đã xảy ra trong căn cứ thí nghiệm. Tuy nhiên, nó không nhận thấy rằng trên dạng san hô phía sau nó, hai xoáy nước một lớn một nhỏ đang nổi lên. Sau đó là hai kẻ ẩn nấp khác với chiếc mũ dạ đen trên đầu từ bên trong trồi lên. Một trong số đó trên mặt mang nụ cười chân thành, một mang nụ cười giả tạo. Chúng đi đến bên cạnh kẻ ẩn nấp này và nhìn chằm chằm vào nó. Kẻ ẩn náu trung thành với công việc sửng sốt một chút, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn hai vị đại lão và lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Ngay sau đó, hai kẻ ẩn nấp bất ngờ lao về phía anh ta, đấm đá. Sau đó, bọn chúng đồng thời cởi mũ, hướng về căn cứ thí nghiệm cung kính chào. Một người một chân, kéo kẻ ẩn nấp mặt mũi sưng vù này, chui trở vào vùng nước xoáy. Con chó nhỏ không ra sững sờ một lúc, sau đó nó mới có phản ứng. Lần nữa nhảy trở lại xuống biển, máu nước trên người rũ ra, lại trở nên uy nghiêm. Các bạn vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.